Hội Y học thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Tim mạch thành phố Cần Thơ. Bác sĩ Tùng sẽ chia sẻ với chúng ta về chứng bệnh này cũng như những phương pháp phòng bệnh. Thưa bác sĩ Tùng, bệnh loãng xương thì gây nguy hiểm như thế nào đến sức khỏe của người bệnh ạ? Loãng xương là một cái rối loạn chuyển hóa mà nó làm tổn thương đến sức mạnh của xương. Bệnh khá phổ biến hiện nay ở người cao tuổi. Bệnh đã và đang là trở thành một vấn đề hết sức quan trọng trong cái việc quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu của mọi người, nhất là những người cao tuổi, và chúng ta cần chú ý đến phụ nữ sau mang kinh. Ảnh hưởng nhiều đến người bệnh, ngoài cái triệu chứng đau thì gãy xương luôn là mối đe dọa cho bản thân người bệnh và gia đình. Loãng xương là một quá trình tiến triển tự nhiên thôi, nó âm thầm nhưng mà hết sức nguy hiểm. Trong quá trình lão hóa, đặc biệt là sự mất chất xương làm cho xương trở nên giòn và dễ gãy. Bệnh có thể là do nguyên nhân khác như là cường giáp, rồi cường tuyến cận giáp, tiểu đường, nghiện rượu, nằm điều trị lâu tại giường, hay là dùng một số thuốc như là corticoid mà bà con thường gọi là đời xa, dùng không đúng cách và kéo dài. Loãng xương do các nguyên nhân trên cũng có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhưng người cao tuổi là nhiều hơn. Vậy thì đâu là những dấu hiệu để nhận biết bệnh loãng xương thưa bác sĩ Tùng? Loãng xương thường biểu hiện mà chúng ta thường dễ nhìn thấy nhất, nhận biết nhất là cái đau. Nó đau một cách mơ hồ ở cột sống, đau dọc các xương dài, thí dụ như đặc biệt xương cẳng chân, xương đùi, rồi đau mỏi ở bắp cơ, ở lạnh có khi bị chuột rút hay là bị quạt bẻ, vân vân. Đau thật sự ở cột sống thì đau theo khoang liên sườn. Đau có khi là do ngồi lâu, thay đổi tư thế, rồi có thể là đau mãn tính hay là cấp tính, hay là sau chấn thương như là gãy xương cẳng tay, gãy lún đột cột sống, hay là gãy xương đùi, cổ xương đùi, đầy hơi, khó tiêu, nặng ngực, khó thở, gù lưng, giảm chiều cao. Hay là hiện nay thì người ta dùng cái X-quang xương cột sống thì thấy được cái tăng thấu quang, rồi hình bao diêm quanh cái bị đóng khung, hay là các cái xương dài như vỏ xương ống mỏng và các cái ống tỉ rộng, đo khối lượng xương trên cái máy đếch xa. Với những nguy hiểm của bệnh loãng xương như bác sĩ Tùng chia sẻ thì Quyên nghĩ là cái vấn đề phòng ngừa là chúng ta cần nên đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên là làm cách nào để phòng ngừa bệnh loãng xương thì xin mời bác sĩ Tùng chia sẻ với khán giả của chương trình. Phòng ngừa là loãng xương là một thực sự cần thiết trên những cái đối tượng có nhiều khả năng mắc bệnh loãng xương như người cao tuổi, phụ nữ sau mãn kinh. Để phòng ngừa thì chúng ta cần lưu ý những số vấn đề sau đây. Thứ nhất là trong vấn đề ăn uống, phải đủ chất. Thứ hai là tập thể dục, thể thao. Thứ ba là trong việc sử dụng thuốc điều trị các bệnh khác. Vì trong ăn uống thì có thể thêm một số chất chứa nhiều chất canxi như rau xanh, tôm, cua, thịt, trứng. Có thể là thêm sữa. Tập thể dục, thể thao đều đặn mỗi ngày. Vì thực tế cho thấy rằng những người ít vận động, không tập thể dục thể thao, nhất là những cái trường hợp bị liệt hay là phải điều trị lâu ở trên giường, thì cái quá trình loãng xương xảy ra nhanh hơn những bệnh nhân thường. Khi tập luyện thể dục thì chúng ta cần chú ý những nguyên tắc như sau. Cái thứ nhất là vận động cơ bắp nhịp nhàng, từ từ ở mức độ vừa phải. Có một số loại hình thể dục như đi bộ, thể thao như bơi lội cũng có thể tác dụng rất tốt, phù hợp đến sức khỏe của người cao tuổi. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Tùng. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì chương trình Alo Bác Sĩ xin được tạm dừng. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về email của chương trình alobacsi.ct@